Thực khách Sài Gòn không quá khó để tìm một hàng hủ tiếu sa tế với vị cay nồng, thơm ngon của sa tế. Nhưng nói đến quán phở Gốc Hoa với nước lèo béo bùi vì đậu phộng và sa tế, có thâm niên ở khu Chợ Lớn thì hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phở sa tế Cao Văn Lầu. Hàng phở sa tế hiếm hoi tại khu vực này với tuổi đời hơn 40 năm. So với mì, sủi cảo, có chén nước súp ngọt thanh từ xương, phở sa tế đòi hỏi sự pha trộn tinh tế vị cay của sa tế cùng độ béo bùi của đậu phộng xay trong nước lèo, mang đến cho thực khách những trải nghiệm khó quên. Đó là không có bỏ nước cốt dừa, đậu phộng nó ra cái chất béo thôi. Cái này là mình nấu xương, nấu đồ á. Xương, thịt đồ nó ra cái chất ngọt. Nó tùy theo múc một muỗng hoặc là muỗng rưỡi. Ông Hải cho biết nồi nước cốt đậu phộng xay chính là linh hồn của phở sa tế. Đậu phộng xay ướp ngũ vị hương cùng nhiều loại hương vị, lúc nào cũng được nấu sôi trên bếp than củi, lửa than riu riu. Càng nấu đậu phộng càng bùi và thơm, không gắt dầu khi nấu lâu như bếp ga. Nồi nước lèo trong lấy vị ngọt chủ yếu từ bắp bò. Vị thịt bắp khi hầm lâu sẽ cho ra vị ngọt đậm, ít mỡ hơn khi ninh với xí quách. Nấu phở sa tế khá kỳ công vì nếu nước hầm có vị nhạt hay mặn, với nhiều váng mỡ, khi chan thêm sốt sa tế đậu phộng khiến thực khách rất ngao ngán. Sáu giờ sáng nha, làm tới 11 giờ mới xong. 12 rưỡi trưa bắt đầu mở ra, bán tới tầm ăn thua đắt, đắt thì so dọn sớm. Và 9 giờ đó, tới 9 giờ thì bán cái nạm này nè. Nó bây giờ luộc miếng trước cho nó dai chắc lọt rồi. Lắc cái chừng tầm 6 giờ, 6 mấy bỏ thêm vô nữa. Tái nạm, viên gân, thăng long, phèo, đầy đủ á. Nó đang tập cẩm. Không, cái này nó cay, cay bỏ ớt cho nó mới cay. 6 tuổi em bé là 6 tuổi vô ăn rồi. Ăn cái món này là nó khoái không? Em thấy cái vị ở đây nó lạ, tại vì cái nước sa tế ở đây thứ nhất là em thấy nó không cay, thứ hai là nó sẽ có vị béo béo bùi bùi của đậu phộng, với lại em cảm nhận được là có vị tôm nữa. Mình ăn đến đây lần đầu tiên mình ăn thử cái món này, cái là cái nước ở đây nó hơi lạ, tại nó có đậu phộng hay sao nó hơi bùi béo, lại lòng ở đây rất là ok, làm xử lý tốt nên mình thích.